Đã bao giờ quý vị nghĩ rằng tên lửa bị bệnh không ạ? Câu trả lời là có đấy ạ. Và nhà máy A-31, quân chủng phòng không không quân được mệnh danh là bệnh viện tuyến cuối chuyên thu dung, thăm khám và điều trị các loại tên lửa phòng không cho toàn quân. Trong chương trình Chiến binh công nghệ tuần này, chúng tôi sẽ đi tìm hiểu xem là đội ngũ kỹ sư ở đây họ đã sử dụng công nghệ như thế nào để thăm khám, điều trị và bảo dưỡng, chăm sóc cho tên lửa. Qua một thời gian sử dụng huấn luyện tại đơn vị, tên lửa phòng không cần được duy tu bảo dưỡng để tăng độ bền, sự hiệu quả của tên lửa trong quá trình chiến đấu. Tất cả các loại tên lửa phòng không trong toàn quân khi gặp vấn đề về kỹ thuật sẽ được đưa về xưởng sửa chữa kíp đạn tại nhà máy A-31, quân chủng phòng không không quân, để các kỹ sư bắt bệnh và đưa ra các phương án điều trị. Sau khi chúng tôi tiếp nhận từ đơn vị về, sẽ kiểm tra đầu vào thông qua xe kíp, từ đó xác định sơ bộ những cái hỏng hóc sơ bộ của nó. Sau đó là sẽ được chúng tôi sẽ là tháo rời, đưa từng khối vào các phòng công nghệ và sửa chữa ở từng khối ở trong phòng công nghệ riêng. Những quả tên lửa được đưa về đây có không ít những thiết bị tên lửa sử dụng các công nghệ cao, công nghệ hiện đại. Để có thể bắt bệnh và điều trị kịp thời các loại tên lửa, ngoài đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên có năng lực, trình độ chuyên môn cao, thì công nghệ sửa chữa là một điều rất quan trọng. Hiện nay thì chúng tôi đã đang ứng dụng rất nhiều các công nghệ của chính bản thân nhà máy đã tự sản xuất và các thiết bị vào trong sửa chữa các khối lẻ được nhanh hơn, tăng độ chính xác để có thể là hoàn thiện cái sản phẩm một cách nhanh nhất có thể mà vẫn đảm bảo được chất lượng. Tòa nhà công nghệ cao của nhà máy A-31, nơi tập trung những bàn tay khối óc đầy trí tuệ để có thể nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại, kịp thời can thiệp cho các sự cố, lỗi kỹ thuật và hỏng hóc của các nền tảng kỹ thuật công nghệ mới của tên lửa. Đội ngũ kỹ sư ở đây luôn được coi là những chiến binh công nghệ khi họ phải gánh vác nhiều nhiệm vụ quan trọng của nhà máy A-31. Đây là phòng chuyên sản xuất và sửa chữa một chủng loại module thế hệ mới của nhà máy. Đây là một số chủng loại module do nhà máy chúng tôi nghiên cứu và sản xuất để đảm bảo nguồn vật tư trong quá trình sửa chữa khí tài tại nhà máy cũng như quá trình đảm bảo kỹ thuật khí tài tại đơn vị. Đối với những cái module bảo mạch khí tài thế hệ mới thì để làm ra gặp rất nhiều khó khăn. Quan thứ nhất là có nhiều module thì có độ phức tạp cao, độ tích hợp cao và module thì nhiều lớp và sử dụng các IC lập trình. Do các module có độ phức tạp cao nên trong quá trình sản xuất sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như thay thế các thiết bị cho các loại tên lửa mà có linh kiện có sẵn hoặc được nhập khẩu ấy, thì việc sửa chữa và bảo dưỡng tên lửa trở nên đơn giản. Tuy nhiên nhà sản xuất chỉ bàn giao hướng dẫn sử dụng chứ không hề chia sẻ các cái lỗi khắc phục kỹ thuật, thì cái việc mà sửa chữa tên lửa sẽ gặp khó khăn hơn rất là nhiều, có đúng không? Đối với những cái loại khí tài thế cũ thì hầu hết là được bàn giao công nghệ sửa chữa cũng như các trang bị giá thử kèm theo. Đối với các module, các khối module của khí tài thế hệ mới thì hầu hết là không được chuyển giao cái sơ đồ bản vẽ. Hầu hết là nó chỉ là một cái khối kín. Nên là đội ngũ kỹ sư của nhà máy cũng phải tập trung để nghiên cứu vẽ lại sơ đồ chức năng, sau đó là vẽ sơ đồ nguyên lý và thiết kế lại một bảng mạch tương đương để thay thế một cho các chủng loại khối module trên khí tài. Các module của nhà máy thì đã được thử nghiệm và sử dụng trực tiếp ở trên các khí tài trên các đơn vị. Trong khó khăn ấy, nhóm các nhà khoa học của nhà máy A-31 đã nỗ lực vượt khó, tìm tòi sáng tạo để thiết kế, chế tạo ra thiết bị kiểm tra đánh giá tham số một số module thuộc máy thu đài điều khiển tổ hợp tên lửa phòng không S-125-2TM. Đây là thiết bị được thiết kế trên nền tảng công nghệ kỹ thuật số hiện đại. Thiết bị còn ứng dụng các công nghệ kỹ thuật đo lường và tích hợp các hệ điều khiển số với công nghệ thông tin. Đối với sản phẩm này thì chúng tôi từ cái thực tế nhu cầu của đơn vị chiến đấu là khi mà khí tài của họ xảy ra các hỏng hóc mà quá trình sửa chữa gặp rất nhiều khó khăn. Do đó từ yêu cầu như thế thì chúng tôi đã nghiên cứu thành công thiết bị để phục vụ công tác đảm bảo kỹ thuật cho các đơn vị chiến đấu. Đến hiện tại thì sản phẩm đã đi vào hoạt động và đã được triển khai
hoạt động rất là hiệu quả. Từ khát vọng chinh phục, chiếm lĩnh những đỉnh cao khoa học của những người lính thợ nhà máy A31, những năm gần đây, nhà máy đã trực tiếp bảo đảm kỹ thuật cho khí tài tham gia bắn đạn thật. Đây là một thành công rất lớn, bởi trước kia, mỗi đợt tham gia bắn đạn thật, quân chủng phòng không không quân luôn phải mời các chuyên gia nước ngoài tới hỗ trợ kỹ thuật. Nhưng đến nay, đội ngũ kỹ sư, kỹ thuật viên của nhà máy A31 đã hoàn toàn làm chủ được công việc này. Một là đối với các cái module siêu cao tần, liên quan đến các sóng siêu cao tần. Hai là đối với module lập trình, đấy là hai cái vấn đề mà khó khăn nhất đối với kỹ tài thế hệ mới này. Đấy, thì tuy nhiên thì các cái trang thiết bị được trang bị cho chúng tôi, đặc biệt là trung tâm M5 và với đội ngũ kỹ sư là trẻ năng động, đấy thì cũng dần dần áp dụng vào sửa chữa và sản xuất được một số các cái chủng loại module mới của kỹ tài, có thể thay thế tương đương được, tương tự đối với như các cái module của Belarus sản xuất. Trong tình hình hiện nay, việc làm chủ vũ khí công nghệ cao là một nhiệm vụ chiến lược và cấp bách. Không chỉ riêng với lực lượng trực tiếp tác chiến, mà đội ngũ những nhà khoa học, kỹ sư cũng cần phải có tinh thần chiến binh công nghệ. Với phương châm, vũ khí trang bị khí tài hiện đại phải có những con người hiện đại để làm chủ khai thác, vận hành hiệu quả. Những năm qua, đội ngũ kỹ sư, các nhà khoa học của nhà máy A31 đã nghiên cứu sáng tạo, ứng dụng nhiều công nghệ để đưa vào và làm chủ công nghệ sửa chữa các tổ hợp tên lửa hiện đại hiện nay đang được biên chế cho Quân đội Nhân dân Việt Nam. Xác định rằng là con người kỹ thuật, lực lượng kỹ thuật là một trong những cái yếu tố then chốt và quan trọng nhất để có thể là hoàn thành được cái nhiệm vụ bản kỹ thuật cho trang bị kỹ thuật nói chung và những cái khí tài tên lửa phòng không nói riêng. Trong những năm vừa qua, lãnh đạo chỉ huy nhà máy thường xuyên quan tâm và chú trọng trong cái việc là nâng cao hơn nữa cái nguồn lực về kỹ thuật, và đặc biệt là cái nguồn lực về kỹ thuật công nghệ cao. Cái lực lượng này đã từng bước làm chủ được việc khai thác sử dụng các cái trang bị kỹ thuật. Với đội ngũ cán bộ, kỹ sư, kỹ thuật viên của nhà máy A31, quân chủng phòng không không quân, những tổ hợp thế hệ tên lửa sau khi được sửa chữa trở về với đơn vị, đảm bảo an toàn tuyệt đối, hiệu suất chiến đấu cao. Đó là minh chứng cho bản lĩnh, trí tuệ của những nhà khoa học với khát vọng chiếm lĩnh những đỉnh cao công nghệ và làm chủ các công nghệ khoa học quân sự. Qua đó, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.